Xin chào tất cả mọi người, mình là Lại Vi Việt. Thì hôm nay mình xin chia sẻ các bạn về một cái bệnh, đó là bệnh nhiệt miệng và cái cách trị cái bệnh nhiệt miệng này. Thì như các bạn đã thấy, cái bệnh nhiệt miệng thì đây là ở cái vùng miệng của chúng ta là có các cái đốm trắng có thể dính ở miệng môi. Thì đây là bệnh nhiệt miệng nhá. Thì cái bệnh nhiệt miệng này là nó gây ra là cho chúng ta cảm giác là rất chi là khó chịu, đau, ăn uống khó khăn. Nếu như mà ăn mà phải chấm ý, các cái món chấm hoặc là cái mà có mắm muối thì là chúng ta cảm thấy sót và rất đau nhá, rất khó chịu. Và bây giờ thì mình xin chia sẻ với các bạn là cách trị cái bệnh này. Thì cách chữa trị thì nó cũng đơn giản thôi. Thì là như bên mình là đang có cái lọ răng miệng, thì là chuyên trị bệnh nhiệt miệng. Thì để trị cái bệnh nhiệt miệng này thì như sau. Đối với người lớn nhá, thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị một cốc nước 20ml thôi, một bộ bàn chải đánh răng, một bộ bàn chải đánh răng này. Thì là đầu tiên thì chúng ta lấy một chút kem đánh răng, lấy một chút kem đánh răng này, rồi lấy một chút kem đánh răng nhé. Rõ một giọt tinh dầu. Rõ một giọt tinh dầu vào cái bàn chải đánh răng này và đánh răng như bình thường. Rồi sau đó thì chúng ta lấy một giọt tinh dầu cho vào cốc nước. Lắc đều. Và súc miệng, ngậm trong miệng khoảng từ 5 đến 10 phút, ngày làm 2 lần sáng tối. Và khi mà chúng ta súc miệng xong thì chúng ta có thể lấy cái tăm bông. Chúng ta có thể lấy cái tăm bông chấm cái giọt tinh dầu này vào và chấm vào tất cả các cái vết chấm trắng bị nhiệt miệng ở trên miệng của chúng ta ấy. Thì là mỗi ngày chúng ta có thể chấm 2 đến 3 lần vào cái vết chấm trắng ở trên miệng nhé. Thì sau khoảng 3 ngày đến 5 ngày là bệnh nhiệt miệng của chúng ta sẽ khỏi. Đối với trẻ em thì chúng ta chỉ cần dùng một khăn xô hoặc là có thể là đơn giản nhất là chỉ cần cái tăm bông thôi, cho trẻ súc miệng. Đầu tiên là cho trẻ súc miệng, sau chúng ta lấy cái tăm bông và cũng chấm vào đấy. Nhưng mà với trẻ thì chúng ta lên pha loãng, bởi vì cái tinh dầu này nó nóng và có cái vị của cái bạc hà và trầu không nên nó hơi cay. Thì chúng ta lên rõ cái tinh dầu vào cốc nước này nhá, và pha loãng ra, rồi chấm vào các cái vết trắng ở trên miệng của trẻ. Thì là trẻ cũng sẽ trong vòng cũng từ 3 đến 5 ngày là cũng khỏi được cái bệnh nhiệt miệng này nhá. Và nếu như mà trẻ mà dưới 6 tháng tuổi thì mình không dùng được cái tinh dầu này nhá. Phải trên 6 tuổi thì mới dùng được cái tinh dầu này. Rồi xin chào tất cả các bạn và chúc các bạn thành công để sớm chữa trị cho mình cái bệnh nhiệt miệng và để có sức khỏe tốt nhất nhá. Chào tất cả mọi người.